Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 69 Phẩm vào Pháp Giới thứ 39 32. Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang Phó Thác thứ hai Ly Cấu địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử biết rõ chủ dạ thần bà san bà diễn đề ban đầu phát bổ đề tâm sinh ra bồ tát tạng thanh tịnh bồ tát độ vào bồ tát địa tu bồ tát hạnh hành đạo xuất ly biển quang minh nhất thiết trí tâm cứu khắp chúng sinh mây đại bi cùng khắp nơi tất cả cõi phật hết thủa vị lai thường sinh ra hạnh nguyện phổ hiền thiện tài từ từ đi du hành đến chỗ dạ thần phổ đức tịnh quang đảnh lễ ngài rồi đi nhiễu vô lượng vòng, ở trước ngài chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết bồ tát làm thế nào tu hành bồ tát địa, làm thế nào sinh ra bồ tát địa, làm thế nào thành tựu bồ tát địa. Vị dạ thần đáp rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm a nộ đa la tam biểu tam bổ đề, nay lại hỏi về sự tu hành sinh ra và thành tựu Bồ Tát địa. Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp sẽ viên mãn Bồ Tát hạnh. Những gì là mười pháp? Một là được tam muội thanh tịnh, thường thấy tất cả chư Phật, hai là được mắt thanh tịnh thường quán tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư phật ba là biết vô lượng vô biên biển công đức của tất cả như lai bốn là biết vô lượng biển pháp quang minh của chư phật đồng pháp giới năm là biết mỗi mỗi lỗ lông của tất cả như lai đều phóng ra biển đại quang minh đồng số chúng sinh lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh sáu là thấy mỗi mỗi lỗ lông của tất cả như lai đều hiện ra tất cả sắc báu quang minh diệu bảy là trong niệm niệm xuất hiện biển biến hóa của tất cả chư phật đầy khắp pháp giới tất cả cảnh giới chư phật rốt ráo điều phục chúng sinh tám là được âm thanh của phật đồng với biển lời nói của tất cả chúng sinh chuyển bánh xe pháp của tất cả chư phật ba đời chín là biết vô biên biển danh hiệu của tất cả chư phật mười là biết sức tự tại điều phục chúng sinh không thể nghĩ bàn của tất cả chư phật thiện nam tử bồ tát thành tựu mười thứ pháp này thì sẽ viên mãn các hạnh của bồ tát